Rộ tin đồn Trường Giang liên tục gặp biến cố là do đồ vật xui xẻo này đây. Số biết việc trong những ngày gần đây đang rối tung bởi scandal nam em Trường Giang, Nhã Phương. Vậy điều gì đã khiến cho Trường Giang mệt mỏi như thế này? Bạn có tin tất cả các điều đó là do chiếc đồng hồ đeo tay của anh ấy? Phải chăng chiếc đồng hồ đeo này là vật ngăn cản giữa Trường Giang và Nhã Phương đến với nhau? sau hơn một tháng diễn ra âm ỉ với nhiều hành động và chia sẻ ẩn ý từ phía nam em. Mới đây, ô mau tình cảm của người đẹp với Trường Giang thực sự bùng nổ khi nam danh hài quyết định lên tiếng. Tuy nhiên, những phát ngôn của Trường Giang lại tạo nên một cuộc tranh cãi khi khẳng định đầu óc nam em có gì đó không bình thường, hay cho rằng bản thân đang bị lôi kéo vào chiêu trò PR của cô. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng đe dọa rằng nam em sẽ không được sống yên nếu như dám đụng vào Nhã Phương. Vậy điều gì đã khiến cho Trường Giang rơi vào hoàn cảnh mất hết tất cả từ sự nghiệp, tình yêu và tiền bạc như lúc này? Nếu như bạn là một fan trung thành hoặc chỉ đơn thuần là một người yêu thích Trường Giang, thì chắc chắn các bạn cũng từng thấy. Trong mọi lần xuất hiện ở các show truyền hình hoặc những bộ phim, trên cổ tay của Trường Giang thường đeo một chiếc đồng hồ với dây đeo màu nâu và viên bazo mạ vàng đồng khá đẹp chiếc đồng hồ dây da màu nâu và viền bazo màu vàng mà Trường Giang vẫn thường hay đeo. Nhưng có vẻ đây lại là một điều không mang lại may mắn cho anh ta, bởi như thông tin cung cấp thì Trường Giang sinh ngày 20 tháng 4 năm 1983 thuộc Mệnh Thủy, Đại Hải Thủy. Với một chiếc đồng hồ màu nâu thuộc Mệnh Thổ như vậy là điều không nên. Theo thuyết ngũ hành thì Thổ khắc Thủy mang lại những điều không tốt dành cho anh ấy. Còn nếu xem xét sâu hơn về tử vi của Trường Giang năm 2018, thì chúng ta có thể nhận thấy năm nay là một năm khá đen với Trường Giang. Địa chi của anh tuổi hợi gặp năm tuất tương khắc xấu. Năm nay anh gặp sao thất sát nên cả năm vất vả, công việc gặp nhiều phiền phức, mọi việc phấn đấu nhiều thất bại. Vận phát vào giữa năm nhưng lại lỡ về thiên thời nên lúc lên lúc xuống rất khó nắm bắt nên cần phải cố gắng để bù đắp lại. Nhưng vẫn phải khốn đốn nhiều phen mọi việc đều gian dở, giống như người có bệnh nhưng khám mãi chẳng tìm được nguồn bệnh. Lời khuyên dành cho Trường Giang để hạn chế vận đen của mình trong năm 2018. Trong khoa học phong thủy phương Đông, vạn vật đều được hình thành từ năm nguyên tố cơ bản, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự cân bằng trong mọi quan hệ ngũ hành sẽ giúp hỗ trợ công việc, cuộc sống, tình duyên và sức khỏe cho mọi người. Chính vì thế, để tránh thị phi và vượt qua sóng gió ở thời điểm này, thì ngoài việc xin lỗi và thể hiện sự chân thành đến Nhã Phương, Trường Giang cần thay đổi màu sắc chiếc đồng hồ của mình. Anh nên tìm kiếm những phiên bản đồng hồ có màu xanh lam hoặc đen là màu tính thủy. Ngoài ra, nếu có thể, anh nên tìm kiếm những chiếc đồng hồ màu trắng, xám hoặc ghi là màu tính kim, bởi vì trong mối quan hệ tương sinh của ngũ hành thì kim sinh thủy sẽ mang lại nhiều may mắn và vận may hơn dành cho Trường Giang. Cùng là Hăng bóc, sao năm em mặc lại khác xa nhã phương đến như vậy sau lùm xùm tố trường giang bội bạc nam em đã quyết lên núi ở ẩn tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn cô đã có thể bình tĩnh xuất hiện trở lại trước công chúng mới đây nam em nhận lời đi hát cho một sự kiện giao lưu hàng việt người đẹp khoác lên mình bộ hăng bót màu hồng khá sặc sỡ tuy nhiên bộ váy lại bị chê là sến sẫm và có phần nhàu nhĩ như hàng chợ thậm chí vì lớp vải quá mỏng nam em còn để lộ cả dây nội y rõ môn một. Xuất hiện sau scandal tình ái, nam em chứng minh mình là một cô gái mạnh mẽ, có thể vượt dậy qua mọi khó khăn. Tại sự kiện, cô chọn một bộ hang bóc truyền thống của Hàn Quốc, tuy nhiên bộ váy lại bị che sến sẫm và mỏng dính như hàng chợ. Trang phục nhào nhĩ chưa được là vẫn đã đem lên sân khấu biểu diễn. Thậm chí vì mỏng quá, nam em còn để lộ dây áo lót. Trong khi đó, từng diện hang bóc, Nhã Phương lại chọn đồ tế nhị hơn hẳn. Nhã Phương diện trong buổi tuyên truyền tuổi thanh xuân phần 2 cùng Canteo và Mạnh Trường. Trong Nhã Phương như gái hàng khiến Canteo và Mạnh Trường cũng phải thầm khen ngợi. Bộ đồ của cô không cầu kỳ chi tiết nhưng từ chất vải đến đường may đều rất tinh tế hơn hẳn bộ cánh của nam em. Sau tất cả, Quế Vân vẫn là người bên vực nam em đến cùng. Dù nam em hết lần này đến lần khác không tự chủ được bản thân, Quế Vân vẫn luôn nói đỡ cho cô. Cuộc phỏng vấn của Trường Giang lần đầu nói về chuyện tình cảm giữa anh và nam em đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Cụ thể, anh khẳng định mình chưa bao giờ yêu nam em và khẳng định nam em không bình thường về đầu óc. Ngay sau khi đoạn phỏng vấn được chia sẻ, rất nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Trên trang cá nhân của mình, Quế Vân bản thân của nam em cũng có ý kiến để trả lời một cư dân mạng về vấn đề này nếu họ có điên cũng chỉ là điên tình điên tình có nhiều cách thể hiện người lộ ra ngoài người khóc thầm bên trong Quế Vân bày tỏ quan điểm rất nhiều bình luận cho rằng nam em bị điên Quế Vân vẫn bên vực cô bạn của mình cho rằng bởi điên tình bởi quá yêu một người đàn ông nên nam em mới trở nên như vậy nếu không vì trường giang khiến nam em yêu say mê đến mù quáng Cô nàng đã không có những hành động khó hiểu như vậy. Tuy nhiên, dù điên tình hay có vấn đề về đầu óc, những gì nam em làm thực sự khó có thể thông cảm, bởi làm liên lụy đến quá nhiều người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người đẹp của cô. Lộ bằng chứng Trường Giang từng dọa Nhã Phương trước khi dằn mặt nam em. Trước khi dằn mặt nam em, nếu đụng tới Nhã Phương, Trường Giang sẽ không để cô sống yên ổn nam danh hài cũng từng đe dọa Nhã Phương. Hôm qua, ngày 20 tháng 4, Trường Giang chiếm sóng làng giải trí khi lần đầu tiên lên tiếng về scandal tình ái với nam em, khẳng định chưa từng yêu nam em và đầu óc cô ấy không bình thường. Danh hài họ võ, đồng thời đe dọa hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Người đau nhất không phải là nam em, mà chính là Nhã Phương, bởi vì Nhã Phương không nói mà chỉ biết chịu đựng. Còn nam em, đó không phải là sự đau đớn, mà là những trò mà người thường không ai làm vậy đừng nói gì tới Nhã Phương nữa. Nếu nam em đụng gì tới Nhã Phương thì cô ấy cũng không bao giờ sống yên ổn được. Trương Giang khẳng định. Trước lời chia sẻ gay gắt của Trường Giang về con gái, mẹ nam em đã lên tiếng. Theo đó, phụ huynh của người đẹp miền Tây thẳng thắn nhận định chàng mười khó không đáng mặt đàn ông khi nói ra những lời trách cứ nam em. Tại sao Trường Giang lại dùng những lời lẽ đó xúc phạm con tôi trong khi anh ta từng qua đây ăn dầm nằm về suốt ngày đòi cưới nam em? tôi thấy anh ca chẳng đáng mặt đàn ông, bởi nếu là đàn ông thì dám làm dám chịu, chứ không hành động như vậy. Mẹ đam em bức xúc. Ông nói một đằng, bà hoàng một nẻo đã khiến sự việc không biết đâu mà lần. ủng hộ việc lên tiếng nói rõ để bảo vệ Nhã Phương, nhưng nhiều người cũng quay sang chỉ trích Trường Giang vì dằn mặt nam em. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, hăm dọa để đạt được mục đích là tính cách ăn vào máu, được mười khó áp dụng cho mọi tình huống. Minh chứng cho nhận định này, các thánh soi đã mang chuyện cũ xới lại. Theo đó, lời cầu hôn Nhã Phương tại Mai Vàng hồi tháng 1 vừa qua của Trường Giang đã được đưa ra. Từ hôm nay, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, toàn bộ tài sản, thậm chí hơi thở của anh, tất cả là của em. Từ hôm nay, em hãy gọi anh là chồng, em hãy về nhà của anh và sắp xếp cuộc đời anh. Nếu hôm nay em không đồng ý, ngày mai sẽ không ai thấy anh ở đâu nữa, không có em là cuộc sống kết thúc trường giang cướp sóng truyền hình lời cầu hôn của trường giang đã bị mang ra mổ xẻ một số ý kiến cho rằng nam danh hài đã phải mang mạng sống ra đe dọa để nhận được cái gật đầu đồng ý đeo được nhẫn vào tay nhã vương khi cô đơ toàn tập dưới khán đài trường giang là danh hài có khác cuộc đời cũng bi hài như nghề nghiệp mang lại tiếng cười trên sân khấu nhưng ngoài đời lại giang hồ vậy năm em không yêu thì dằn mặt Nhã Phương yêu thì mang mạng sống ra đe dọa để cầu hôn. Tuy nhiên, số khác lại bên vực Trường Giang và phản bác cho rằng những nhận định đó là sai. Mấy người toàn rảnh chuyện đi soi mói linh tinh, làm sao cho vừa lòng người đây. Lời cầu hôn của Trường Giang quá là ngôn tình. Anh nào đi tán gái bây giờ mà không ngọt ngào vậy thì thất bại là chắc. Hứa hẹn sống chết vì người mình yêu thì có gì là sai. Tháng 3 vừa qua, nam em bất ngờ thú nhận về 30 ngày yêu tưởng chết với Trường Giang lời tiết lộ về mối tình gian dở chỉ có nút thăng chưa từng xuống nút dáng của hoa khôi họ Nguyễn đã gây xôn xao làng giải trí. Trái ngược với sự ồn ào của nam em, Trường Giang và Nhã Phương lại bình tĩnh đến lạ. Dinh hài đất quản thất bật chạy show, trong khi bạn gái vui vẻ trở lại công việc. Tối ngày 15 tháng 4, ngôi sao tuổi thanh xuân đã vinh dự được nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải cánh diều vàng 2017. Tại đây, Nhã Phương đã lần đầu lên tiếng về ồn ào đời tư trong thời gian qua. Phủ nhận tin đồn yêu đương với Nhan Phúc Vinh, mỹ nhân họ Trần cũng né tránh nhắc tới scandal tình ái của Trường Giang và Nam Em. Việc gì đã qua thì cho qua, Nhã Phương nhấn mạnh. Bốn ngày sau, scandal tình ái của Trường Giang lại tiếp tục bị đẩy lên cao sau hành động lặng lẽ mang bánh và hoa đến mừng sinh nhật của Nam Em. Nam Dinh Hài đã quyết định mở lời, nói một lần cho rõ theo đó, Trường Giang cho rằng tình cảm của anh và nam em chỉ dừng lại ở mức độ anh em quý mến nhau, chứ chưa phải là tình yêu. Qua đây, nam danh hài họ võ cũng cầu xin mọi người đừng nói gì đến Nhã Phương nữa để cô ấy được sống bình thường. Nói rõ về mối quan hệ với hai người con gái, Trường Giang cũng bộc bạch nỗi lòng sau khi trải qua những sóng gió. Ngồi đây, tôi càng nhận ra mình quá ngu ngốc vì để cho người khác có cơ hội khiến hạnh phúc của mình tan biến. Hiện tại, tôi không dám đứng gần người khác, chứ đừng nói chi là ôm. Đóng phim tôi cũng phải suy nghĩ bàn với đạo diễn xem từng hành động ôm ấp, nắm tay có cần thiết và ý nghĩa thật sự cần thiết hay không. Ngoài ra, kể từ hôm nay tôi chỉ một mình âm thầm, không dám ra ngoài, không dám nói chuyện với ai, quay cắm đầu quay, về cắm đầu về. Ngày trước tôi rất thích cảm giác bước ra sân khấu được mọi người vỗ tay, còn bây giờ tôi không còn dám nhìn vào mắt mọi người thì làm sao có thể diễn? có lẽ tôi không còn tin ai được nữa sau cú sốc cuộc đời này trường giang bày tỏ